Ok, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu một cái trang nạp robot mới. Thì trang này là do mình làm ra, kiarobot.com. Thì mọi người viết theo như vậy. Thì sau khi mọi người vào thì mọi người hãy gia nhập vô cái group Roblox mình đã để dưới này đây. Và sau khi gia nhập xong thì mọi người nhập tên tài khoản vào, bấm kiểm tra, khi nó hiện ra dấu check thành công thì chọn nhà mạng và nạp thẻ cào. Sau đó bấm vô cái ô này và bấm chữ giao dịch. Vậy là xong. Ok. Ok. Survive đỏ nữa rồi, tao rớt xuống tao chết nữa, thiệt tình chứ. Rồi, ủa sao mỗi lần mắc máy bay là mày chết là sao cung? Mất nết vãi chưởng luôn, không hiểu lý do tại sao. Rồi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Roblox mini game. Thì hiện tại bây giờ là mình đã chơi qua một lần rồi, nhưng mà thằng Bami nó chưa có chơi. Nhưng mà mình cũng quên mất luôn là cái game này nó bao gồm những cái mini game thể loại gì mình cũng không nhớ nó luôn. Nói gì, nó nói gì cô? Hả? Nó nói gì lava kìa. À, lava invasion này có vẻ như là coi với mày sẽ phải đi lên có trên đỉnh. Lava incoming. Ôi không lên đỉnh được mày ơi. Từ từ. Lava tuột xuống, né đi, né đi, sống sót á, survive á, sống sót á. Wow, rồi, Vami giờ thành chiến sức rồi. Ta đang chỉnh có, ta đang chỉnh góc nhìn con chuột, ta đang nhìn xuống đất cái lụ đạn. Vãi thật. Hết chuyện hả ba? Không thông cảm con chuột cục lăn, con chuột nó bị hư. Rồi, một thanh niên nữa đã bị về thành dưỡng sức. Rồi, còn đúng có một mình có luôn. Thì có mà còn hai người, Cố lên gái ơi, cố lên gái ơi. Gái đừng chết nha gái. Ok, ngồi ghế nè. Yes, hay quá, gái sống sót rồi gái ơi. Win. Thì ok, nếu như các bạn nào thấy thích cái video này, đừng quên bỏ lại một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và Bami để có nhiều video hấp dẫn nha. Và click luôn cái chuông bên cạnh nữa. Không. À, đừng, thằng Bami nó không thì đừng có làm cho Bami được rồi. Đồ thứ okay. Để coi bây giờ là mình sẽ lựa chọn cái mini game nào đây. Ê, uống nước còn ta lấy Coca cho uống nè cô, cái nước gì lạ lắm nè. À, ta thích uống Zerich Pepsi mày ơi. Cái này là Zerich Cola. Dạ anh, ở cửa hàng em chỉ có mỗi một nước này thôi anh. Em đang quảng cáo cho thương hiệu này anh. Dạ. À dạ hả, em muốn Mirinda. Mirinda, à dạ, mời anh đi thẳng ra cửa hàng quẹo trái rồi đi thẳng tới gặp cái lu nước quẹo phải nha anh. Ê à, thôi em muốn 7 up. Ok, vô game rồi. Ok, và bây giờ là mình collect. Ồ, cái này là siêu cặp tiền nè. Chia ra hai đội, em mày màu gì vậy? Rồi đó. Giống tao rồi, cố gắng sưu cặp tiền nhiều vô nha. Thấy tiền lụm hay gì? Ừ. Ok. Thấy tiền là cố gắng đạp nó là được. Úi dồi, tin. Đây, tiền. Trời sao bỏ tiền vậy? Trời lụm tiền là tiền của bố. Đây, tiền đây, trời mấy thanh niên nhảy xuống nước luôn nha. Wow, đâu ra mà nhiều vậy? Trời ơi, tiền bên kia một đống luôn mà thanh niên nào bỏ rơi vậy? Ơi, hay quá, Bobby đi lụm tiền đi. Chứ sao mày lụm tiền chứ? Chính xác, lụm nhiều vô, đừng cho nó lụm. Tiền ăn Tết chứ dễ gì chạy lại tao. Trời ơi, tao. Ơi, lụm nhiều vô đừng cho nó lụm ké, đừng cho nó lụm ké. Trời đỏ đang thua kìa ba, lụm nhanh lên. Đẹp nè ba, có mình tao lụm mà. Tao cũng lụm vậy, sao kỳ vậy? Ok, ăn đi. Sau lưng kìa. Không có xịt giùm đây hết. Yeah, chạy lên cho mày nè, dưới đi. Đó, cậu đang ăn đi, đỏ đang lên kìa, cố lên. Tao qua đây tao kiếm cho, cứ ăn nó đi. Yes. Đây, để xíu. Ai cho ăn, đỏ xanh là ai cho ăn? Đỏ xanh là không được ăn, đỏ đỏ ăn thôi. Lại tao quăng bên đây. 45 rồi, hay quá, đỏ sắp win rồi, cố lên. Cái nữa, hay quá, win, yeah. Yeah, hay quá, win rồi, Bami ơi, win rồi. Hay quá, won. Cứ mỗi lần có game là lụm tiền, tao lụm như giặc kìa cô. Ờ, tiền mà chê mày, không lẽ tiền mà chê. Còn ai thằng sáu muối chạy về lụm tiền luôn. Để coi thử coi bây giờ là mình sẽ mua cái gì đây. Ê, tao mới mua cái chai troll ở trên đầu nè, thấy không? Ở đâu? Troll hả? Ờ, troll á. À, tao mới có 5 tiền biết mua được không nữa. Chắc là mua được á. Cái đó là cái gì, feature hả? Hay là title? Title, troll đâu rồi, coi troll đâu rồi. Troll nè, là 300 tiền. Chưa đủ tiền mua. Tao có 5 mốc tiền à. Thôi đợi đi ba, từ mua. Rồi ok, vô trận okay, thôi. Ok, vô trận thôi. Ủa này là gì đây? Airsoft hả? Airsoft là gì? Welcome to Airsoft, hãy hoàn thành 15 thứ nhất cho 15 người. Vũ khí sẽ tự động. Ủa là sao ta? Mình lười giờ mình dịch không nổi luôn á. Ủa vũ khí kìa.
Ủa bắn cái gì? À bắn 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 máy bay hả? Bắn trung đội không? Trung đội không? Không phải người 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 nào lên người người nào lên 15 chơi? Có người có coi, tao tao mày khác quá. Cái gì vậy? No. 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 No, cái gì vậy? Team nào lên 15 điểm trước là team đánh thắng. À chia đi chia team ra bắn. Oh man. Dễ chết đứa. Vãi 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 ba mi vãi ba mi. Yes, hay quá với được rồi. Cố lên, cố lên. Yes, hai thằng. Woohoo. Còn sống. Ủa gì vậy? Sao mình cài đạn kỳ vậy? No. Trời ơi, mình cài đạn không được. Yeah. Rồi thua luôn mới ghê chứ, thiệt tình. Quân, hay quá. Trời ơi, hồi nãy đang đi mà gặp Kia nó bắn tỉa, tao đích chứ mà gài đạn không được, tức dễ sợ. Ờ, à, tao cũng gài đạn không được luôn, không hiểu luôn á. Ê, ngồi vô mày, ngồi vô chơi nè, cu, ngồi vô đâu vậy? Đó. À, ba đi đâu qua bển này, ba đi chơi với dế à, ba. Ê, rồi gớt xuống rồi. Không, xuống đây không có chết đâu, đừng lo. Nãy dán đầu tiên đó. Đó là nhậm, đó là mày nhỏ thôi, nhỏ nồi thôi. Lo ngẹ, ok, vô ngồi có phim nè. Ok, bây giờ mình sẽ mở một cái video của mình với Kia lên xem. Lợp lờ, vô cho tất cả mọi người mình là Bami. Ok, rồi vô chuẩn coi, à, hay okay, quá. Ok, hết phim rồi. Để coi lần này là game gì đây. Ủa sao lâu vậy, sao game? Lâu vậy? Ở đây là đâu vậy, tôi đang ở đâu, cái gì, on board 5 một... À, what the hell, tự nhiên tao chết luôn, không hiểu luôn, à, mất nết. À, lên máy bay, nhanh. Trời ơi. Tự nhiên mình nó lắc nó đó mà mình rớt ra ngoài mình chết luôn mới ghê chứ. Lên máy bay nhanh. Cũng chưa hiểu nó kè làm gì nhưng mà thôi kệ. Ok, ngồi thành công rồi. Ngồi đại đi ba. Thích kinh hộp. Gì? Chiến bài đang bay. Ok, tao ngồi thành công rồi. Hỏi đứa nào không ngồi té sắp mặt luôn. Rồi, chết rồi, chết Vami rồi, chết Vami. Tao lái vậy? Rồi, ăn cám. Rồi có một người sống thôi. Đứa nào lái ba giác nhơn gì vậy? Vãi. Tao chưa. Tao vô coi chưa kịp chơi luôn, tao cũng chết nữa, thiệt tình chứ. Là mày nhỏ hơn tao rồi. Tao còn được lên máy bay tao ngồi mà khứa nào lái máy bay mà đâm thẳng xuống biển vậy. Thiệt cái tình nữa. Làm chết oan mạng, trời thành phố cho đẹp mày. Đâu, ở thì trên này game này nó làm đẹp mà. Cam màu xanh dương, màu xanh lá rồi đủ kiểu rồi, ở đây chơi đủ màu á. Ok, vô trận tiếp theo coi, để coi bây giờ nó sẽ ra game gì tiếp đây. Chu xin mini game. Ok. Ủa gì đây, cái này là gì đây? À giao dịch hả? Này giao dịch hả? Gary đại đi, ai biết cái này cái gì? Ê, cào có con bé cái bên này thấy không? À chưa thấy. Vãi. Cái bên gì mà nó không thấy? Mày là lo ngắm nhà, ai ngắm mày làm gì? Oh, mày step split. Ủa, bị moving. À, cái này giống như là tin rớt á. À, không biết, hình xui. Mấy em là chuyển liên tục, chứ không là sập sàn té. Thấy bà luôn, thấy chưa, biết ngay mà. Ui, không phải đâu, nó mở ngẫu nhiên á. Nó mở ngẫu nhiên á, ba. Đi tới đâu mở tới đó là ba. Đi đâu vậy, chuyện qua đây vậy. Có đâu, có đi qua mày đâu, tự mày đi ngang qua con mà, thằng khỉ. Tao đi ngang qua vết xe đổ của mày luôn chứ kia. Ủa mày chết luôn rồi hả? Tao đi ngang qua vết xe đổ của mày tình cờ té xuống ao. Ui giời à. Một cảm giác rất là hưng phấn. Yeah, mình win. Yeah, mình win. Ít ra cũng phải vậy chứ không? Chỉ có một mình win thôi. mình win thôi, vui quá ha, win mình vui quá ha. Thì vui chứ, không lẽ win thua mà, win không lẽ win ngồi khóc tiếng máy mày, kỳ vậy. Win là phải vui. Khi nào thua mới khóc thôi. Mình tao không vui, ba tao kêu trời buồn quá, mình win có mình buồn. Vãi. Mà chung á, mình win vậy mình kỳ thôi. Thằng ba mi sao quần. Vãi, giờ mới biết là thằng ba mi nó xạo quần nha mọi người. Cái quần biết xạo đâu mày. Thì đó, nó xạo quần đó, riết quần nó xạo theo luôn. Đây, mày coi tao đang là một cái bụng bông nè. Vái, đậu. Ok, vô trận. Nước làm nước. Ok, vô game, ủa đá banh nữa chứ. Ôi, đá banh nữa chứ. Ok, bây giờ mình sẽ là U23 Việt Nam vào gặp U23 Vami, Wata Vami. Wata, vãi của Wata. Tao là
cái gì, cái đội cuối cùng là cái gì ta? Đội à, Uzbekistan. Trời má, cái banh bự vậy, bự hơn cả người luôn. What the hell? No, no, Waka, Waka phải đắng. À lộn, Việt Nam phải đắng chứ lộn, Waka thua đi. Vô vô, Uzbekistan vô con, vô. Vô vô vô. Ủa chết cha, banh banh đá gì đâu mà ra ngoài đường không vậy ba? Ai biết. No. 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 Ra ngoài nữa rồi, trời ơi thiệt tình. Vào các bạn à. Vô. 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 No, trời cái gì vậy? Hàng phòng ngự quá ngon nhưng mà không vô được thiệt tình. Ok, đá lên. No. Cái banh đi đâu vậy? What the hell, mình không lấy cái banh luôn á, thiệt tình. Dạ, chứ có đội nào đá banh vào lưới các bạn ạ. À. Trời đừng để. Thật là căng thẳng. Cố lên, cố lên, Việt Nam phải thắng nha. Bỏ cái banh đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Chỉ có một trái banh thôi mà sao một đống thằng nó tranh giành dữ vậy? Tao là. Ôi cha mẹ, tao bị kẹt đầu rồi. No. Vami, tao bị kẹt đầu rồi Vami. Thì cái tình. Và mấy còn bị kẹt đầu rồi. Cái bánh. Yo, mày và mày. Mày đứa đá banh kỳ mấy đứa. Và mày. Gì mày? Còn bị kẹt đầu rồi, kẹt đít luôn rồi. Kẹt đầu kẹt đít rồi thế nhưng mà lại coi như mày thua. Vãi. Việt Nam đồ. Vãi. Bó tay. Đó, ok. Rồi quà quê luôn. Quà vốn luôn. Hay là. Dễ sợ đi. Sao mà hồi chơi là lúc thì kẹt đầu, lúc thì kẹt đít, thiệt tình chứ. À, hiện tại thì do thời tiết cũng quá dày bên Trung Quốc nên là chúng tôi không thể tiếp diễn trận đấu được nên là tỷ số là hòa nha mọi người. Ê xí, hồi nãy chơi có ký đâu mày, hàng sau quần. Tao đang ví dụ trận đấu ở bên Trung Quốc bữa mày ví dụ hoài á. Không thiết, tớ không có thiết, thấy không? Tăng tiếng là tao là tường thuật câu chuyện, không? Tao biết chuyện. Ủa mày là làm lốt câu chuyện á chứ làm gì tường thuật câu chuyện. Miệng nói gì trên ôi. Anh Barbie đẹp trai, lộn anh kia đẹp trai còn Barbie đẹp gái. Nhìn men vậy đẹp gái anh kia nó có đuôi mà có hai cái lỗ tai nữa chứ kia. Không, tao gọi là dễ thương ba, dễ thương, cu te là cu guitar. Ồ, bunker defense, ô game này cực kỳ khó luôn. Hình như chung đội hết mà đúng không? Ừ, chung đội đó. Bảo vệ cánh cửa kìa ba, bảo vệ cánh cửa kìa, cánh cửa nè. Ok, nó vô rồi kìa, bắn nó. Mẹ bưởi. Bắn nó, đúng rồi. No. Đừng để nó vô đây là được rồi. Đừng để nó vô đây là được rồi. Cố lên. Yes. Chết cha rồi, nó phá vỡ rồi. No. Ồn quá, để mình giảm cái nguồn xuống chút rồi, hay quá. Yes, hay quá, nó chưa phá được cái này. Nó mà phá được cái này, nó mà đi vô đây là mình chết chắc luôn. Rồi, cố lên. Wow, nó vô trong rồi, no. Wow. Cố gắng với nó đi ba. Ở má, đau quá, chịu không nổi luôn ấy. Trời ơi, gì mà đông vậy trời, thiệt tình. Yes, win. Rồi, có một người chết kìa. Hai người chết luôn. Rồi, còn lại sống. Phải, tội nghiệp thanh niên quá vậy. Có vẻ như là đứng gần cửa quá bị con Nhimby nó quào cái nó bóp ái chết luôn. Bóp ái. Cái này coi gọi là nó giảm nó tránh đó biết không? Giảm tránh được không à? Ok, đã coi thử bây giờ là mình sẽ nên mua cái gì tiếp đây. Ê, mày đừng nhiêu kỳ ngờ cu. Lửa trên cái trần nhà, á lộn trên cái cục điện thoại. Fixer nè. Ồ, level 17 mới mua được, thiệt tên mắc vậy. Ồ, ok, vô trận rồi. Ồ, cái gì đây? Rising below 5, ồ, đánh gối nè. Cái gì? Cho đánh gối nè. À, đánh gối hả? Ừ. Rồi tụi leo lên trời. À đánh gối, à người nào sống cuối cùng là được. Đạp nó xuống. Đừng cho nó lên. Thằng nào đứng cuối cùng là nó thắng. Đạp thằng Bobby xuống.
đập thằng Bami xuống. Chết thằng Bami nè, chết thằng Bami nè. Ôi giời. Wait, 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 no, no. Trời ơi, má em mém nó rớt ra ngoài đường rồi, thiệt tình. Nước chàng, nước chàng. Thì đó, bây giờ nó nước chàng đó, đừng có để nó rớt xuống. No. Yeah, đừng có để yes. Hay quá, ta đập, ta đập, ta đập, ta đập, ta đập, ta đập một thanh niên rớt xuống dưới nước rồi. Hi hi hi. Vãi, vãi mục đích thiệt tình chứ. Ok, ôi Bami rớt rồi, hay quá. Thì tao nói mày uống nước té đó. Quay rồi, trời 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 trời. No 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 no. 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 Đông quá. À, trời mém rớt rồi. Thiệt tình. Yes. À, no. Chưa chết rồi, chết luôn rồi. Oh no. Ha 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 ha, quá sung sướng. Vãi rồi. Bị đập rớt xuống dưới rồi mới lầy. Còn đúng có 3 người mình lọt vô trong cốc 3 mới ghê chứ. Trời ơi thua. Chỉ có một người thắng thôi. Vãi. Đứa nào sống dài vậy? Nãy gì đó thành con nữ. Con nữ nào đó. Chú ghê không? Trời ơi, đáp thanh niên bị con nữ đánh té xuống dưới sợ thiệt. Mấy thanh niên mê gái. Thật là một cảm giác quê quá đi á mà. Vãi cái quê, không cái đó gọi là ta ga lăng á ba. Ôi, chúng tôi phải hy sinh thôi, chúng tôi là đàn ông mà. Các em phụ nữ nhớ ở lại sống sót nhé. Ai hi hi. Có cử mày là đàn bà. Tào lao. Ok, vô trận kìa cô. Tôi mua sắm được vào 40 luôn. Vãi, ở dưới cùng á. Ờ, tao có trên cùng mới ghê chứ. Ok. Survive đỏ nữa, rồi tao rớt xuống tao chết nữa, thiệt tình chứ. Rồi, ủa sao mỗi lần mắc máy bay là mày chết là sao cô? Mắc mất nết, vãi chưởng luôn, không hiểu lý do tại sao. Rồi, 2, 1, đứa nào lái máy bay. Thôi để tao lái máy bay nha, lái máy bay để chết ngắt rồi. Bó cài. Cái này mày phải cẩn thận nha, mày phải đáp được xuống dưới cái kia là mày sẽ thắng á. Rồi sao biết đáp được, để trời, đứa nào lái máy bay vậy? Rồi, đường nhà hàng, cô bị lái máy bay rồi. Nó cái gì vậy? Rồi, nguyên đám té sắp mặt luôn rồi. Rồi, quay vòng vòng luôn rồi. No, ủa game mày chơi sao? Rồi, ra ngoài kia, ra ngoài kia, rồi chết luôn rồi. Ủa tao biết tao sống rồi, tao chết luôn á. Chết hết luôn mới ghê chứ, vãi là hắt thịt luôn, vãi đạn, trò fail hết trơn luôn. Còn cả thế giới. Chưa, mày chưa nhỏ bằng tao đâu. Tao chưa được ngồi lên cái máy bay tao chết rồi. Số mày không có số chạy máy bay rồi. Thiệt tân. Xin lỗi, chúng tôi không thể chở bạn vì có thể là bạn là người lên máy bay, bạn sẽ ói giờ hết máy bay chúng tôi. A hi hi. Thứ gì á? Ok, vô trận tiếp theo rồi. Ê, mua bé đi cô, cầm mua bé rồi nè. À quên. Có cái bé không cũng mua nó thứ gì á? Bé cuối cùng đúng không? Con chuột. À cái thùng rác nè. Nhìn hài mày. Ok, mua thôi. Xong chưa? Rồi, mà không biết nó có sử dụng chưa. Ồ, cái gì đây? Penpon okay. Hả? Bắn súng sơn. Ủa, hả? Dính rồi, bị dính rồi, bị dính cấp rồi. Ok, súng sơn, yes. Đó, mấy anh đi này đi ra, dính lần 3-4 đứa dính chùm luôn rồi. Ok. Đây, để cao. Ủa, cái gì vậy? À, chỗ này qua không được, má ơi, trời, chỗ đó cửa nào làm đi được. Ok, gắng bắn nha. Cố gắng 15 trận thôi, chỉ cần 15 mạng thôi là mình sẽ win. Đây, chết. No, ủa tao mày cùng team hả? Ok, yes, hay quá, chỉ được một thằng rồi. Ba thằng rồi, bên team mình được ba thằng rồi. Mày ơi. Cố lên. Yeah, chết thằng. Hai thằng. Hay quá. Chết nè, ủa đội mình hả, lộn. Gì ba bắn cẩn thận ba, đừng có bắn bậy ba. Chết đi. Ui, nhảy lên, sắp hết đạn rồi. Hết đạn. Yes, hay quá, nguyên dí được rồi. Ôi, hết đạn rồi. No. Yes, hay quá, dí được luôn rồi. Hay quá. Ôi, mày chết hả cu? Đang đi mà chỉ như bị té là thiệt tình á. Vãi. Đi mà cũng té được, nó thiệt tình luôn á chứ. Ờ, đi té sắp mặt luôn. Rồi, chết luôn. Vãi thật. Hồi sinh lại hết á. Không biết rồi, có biết hồi sinh lại rồi.
nãy giờ cái dí cũng hơi nhiều á, nên là khả năng mình thắng là cao rồi đó. Trời ơi, đội xanh mình nữa có 5 điểm mà ba, đội đỏ được 13 điểm mà kìa. Thì tao mày đội đỏ mà ba. Quên thấy trời rồi. Vãi ba mi, nó không biết nó là đội gì luôn. Ta thấy cái cục trên đầu của xanh, tưởng tao mày đội xanh chứ. Quang, yes, hay quá. Hay. Để coi bây giờ nó sẽ ra tiếp cái mini game ra thì mình sẽ chơi thêm một cái mini game nữa. Nó mà ra máy bay nữa kìa, chết nữa. Vãi. Lại chờ đứng ra máy bay luôn á, trời, ra máy bay không biết đường đâu nói nữa. Mỗi lần ra là mỗi lần chết. Còn nếu mà chơi được cái, trời ơi mình mừng quá, cuối cùng mình cũng được lên chiếc máy bay này, trời mình mừng quá mọi người ơi, rồi rớt máy bay chết. Cái thằng xấu quần Bobby. Ok, để coi chồng là chờ gì đây. Oh, hên quá, lock out rồi. Điểm cao phải không? Hãy lấy một cái chìa khóa ở giữa cái gì đó để... Ở má ơi, lừa dịch quá má ơi. Một đống này biết đâu mà dịch. Má mất cửa được không anh? Chưa. Đó, có gì mở ra kìa. Cái gì vậy? Ô, cái gì vậy? Chìa khóa đó. Ô, cái đang mở nè, yes. Đi. Tao qua được rồi, yes, tao win. Woo. Ủa, nào qua là nó win hả? Ủa, tiếu lâm vậy, đứa nào qua trước đứa đó win. Mày thua rồi hả? Ai biết tao về thành rồi. Ủa, vãi. Về thành hết rồi ba. Còn ba đứa đây nè ba. Ủa hả? Cố lên. Yes, mình qua được thành công rồi. Yeah. Hay quá. Rồi, còn ba người qua được luôn mới ghê chứ. Ủa, tao thắc mắc lý do tại sao đây chết hết vậy? Ai biết mày. Màu xanh. Ok, màu xanh. Rồi, thấy màu xanh rồi. Hốt xác cái màu xanh. Và mình đi vô luôn. Win, yes. Rồi, win ơi. Hay ho thật chứ. Win à, còn có mình kia win à. Rồi, còn đúng hai màu luôn mới ghê chứ, thiệt tình. Ủa thiệt luôn hả? Còn đúng có mình tao luôn hả? Bởi vậy mấy đứa mà thường, mấy đứa mà ở chót là thường hay chơi với dế đó. Ôi cha mạ ơi, chết hết rồi. Quên luôn. Ủa sao mà nhiều dữ vậy? Ôi. Lẹ đi ba, mọi người đang chờ ba. Ai biết đâu, sao có thấy nó lâu dữ vậy? Cả map đang chờ. À còn một cái nè, còn một cái nữa nè. Rồi, hay quá, win rồi. Yes. Hay thật chứ. Ok, dừng lý đi cô. Ok, thì mình với Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì bạn nào thích cái video này thì đỡ để lại cho mình với Kia một like và một subscribe. Và nhớ comment ở bên dưới những gì các bạn muốn nhắn gửi tới mình với Kia nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người.